Xin chào các bạn, tôi là Hải Duy, chuyên gia đào tạo massage trị liệu của Hazu Việt Nam. Khóa học của chúng ta hôm nay là gội đầu thảo dược. Khóa học gội đầu thảo dược dành cho người mới bắt đầu trong ngành massage trị liệu, cũng dành cho các đơn vị đang kinh doanh trong ngành tóc, beauty spa hoặc là các tiệm gội đầu. Ngày nay với cường độ làm việc, áp lực công việc hàng ngày khiến cho khách hàng của chúng ta thường gặp phải các vấn đề căng thẳng, mệt mỏi, sức khỏe vùng đầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nhu cầu chăm sóc cải thiện các vấn đề sức khỏe vùng đầu ngày càng trở nên cần thiết. Mặt khác thì dịch vụ gội đầu dưỡng sinh, gội đầu thảo dược đang được áp dụng rất phổ biến ở các đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên đa số các đơn vị hiện nay thì chưa nắm được quy tắc 4.0 và một sai lầm trong gội đầu dưỡng sinh, cũng như chưa nắm được quy trình dịch vụ gội đầu như thế nào là chuẩn y khoa, đảm bảo yếu tố sức khỏe cho khách hàng. Vì vậy mà khóa học gội đầu thảo dược sẽ giúp các bạn học viên giải quyết được các vấn đề này. Bài gội đầu thảo dược sẽ mang lại những hiệu quả sau cho khách hàng của chúng ta. Thứ nhất là giúp làm sạch da đầu, hết gầu, hết ngứa. Thứ hai là giúp lưu thông khí huyết ở vùng đầu mặt, giảm đau đầu, mất ngủ, đau dây thần kinh vùng đầu mặt. Thứ ba là giúp giảm đau vùng cổ vai gáy, cải thiện tình trạng bị tê tay. Thứ tư là cải thiện sức khỏe vùng đầu, giúp kiện da đầu, chắc khỏe tóc, giảm gãy rụng tóc. Và thứ năm là giúp dưỡng mượt tóc và kháng khuẩn trên da đầu. Bài học gội đầu thảo dược với cách hướng dẫn tỉ mỉ, giúp người mới bắt đầu có thể dễ dàng học và thực hành các thao tác gội đầu, trị liệu trúng đích, hiệu quả ngay, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe bền vững cho khách hàng. Vậy làm như thế nào để học tập hiệu quả? Thì bước 1 là học viên sẽ xem khái quát từ đầu tới cuối video một lượt để có thể nắm được tổng thể bài học. Bước 2, học viên sẽ học theo từng phần, xem từng động tác và làm theo để học thuộc từng phần một. Bước 3, học viên sẽ ghép các phần đã học lại thành một bài hoàn chỉnh để luyện tập. Và bước 4, học viên sẽ thực hành lặp đi lặp lại nhiều lần để ghi nhớ và thành thạo. Trong quá trình học tập, nếu học viên gặp khó khăn, sẽ được đặt câu hỏi và tương tác trực tiếp không giới hạn với đội ngũ giảng viên là các bác sĩ y học cổ truyền giàu kinh nghiệm 24/7, thông qua chat, điện thoại, livestream. Và bước 5, học viên sẽ trả bài bằng cách thi lý thuyết online, thi thực hành bằng cách quay lại bài thực hành của mình và gửi cho thầy cô để chấm online. Học viên cũng có thể đăng ký thi offline tại Trung tâm Đào tạo nghề Massage Trị liệu Hazu Việt Nam. Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học gội đầu thảo dược online như sau. Thứ nhất, học viên được chủ động học tập bất cứ thời gian rảnh nào. Thứ hai là học viên sở hữu tài khoản học tập và được hỗ trợ suốt đời bởi Hazu Việt Nam. Thứ ba là học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học online và được ưu tiên khi đăng ký các khóa học offline nếu có nhu cầu. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với số điện thoại và địa chỉ ở trên màn hình hoặc các bạn có thể bình luận trực tiếp tại khóa học gội đầu thảo dược để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các khóa học tiếp theo.